Chào mừng các bạn đến với phần 3 của bài 7 với chủ đề A Look Inside. Trong phần 3 này, như thường lệ, mình sẽ hướng dẫn lại các bạn một số chủ điểm ngữ pháp về thùy hay một số cấu trúc được dùng trong bài. Đồng thời sau đó chúng ta sẽ luyện đọc lại và nói theo đoạn hội thoại giữa hai bạn My và Nick. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần ngữ pháp trước nhé. Và trong bài số 7 của chúng ta có hai thì chính vẫn được sử dụng, đó là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Với thì hiện tại đơn thì thường được dùng để mô tả mọi vật ở xung quanh hay kể câu chuyện của mình hoặc kể về những sự vật, sự việc được lặp đi lặp lại ở hiện tại. Và trong bài cũng có rất nhiều câu kể về những sự việc như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể nắm rõ hơn về cách dùng. Khi bạn My và bạn Nick nói chuyện với nhau thì bạn My nhìn thấy là căn phòng của bạn Nick rất là rộng nên bạn My có nói rằng That room looks so big. Đó là một câu kể, câu mô tả về điều mà bạn ấy nhìn thấy. Nên mình dùng thì hiện tại đơn và nói rằng That room looks so big. Và look là từ dùng để mô tả cái gì đó hoặc ai đó trông như thế nào. Mình cùng nói lại nhé. That room looks so big. Hay khi bạn My nhìn thấy con chó của bạn Nick, con chó trông thật hạnh phúc, thì bạn My nói rằng He looks happy. Lại là một câu mô tả về những điều mình thấy. Again, he looks happy. Hay những câu kể của bạn My là mình sống ở đâu chẳng hạn. Bạn My nói rằng I live in a townhouse. Again, I live in a townhouse. Thì những câu kể như vậy về bản thân mình hay mô tả những sự việc, sự vật diễn ra xung quanh, chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Các bạn chú ý phần này nhé. Và bạn ấy, khi mà bạn ấy còn kể tiếp và mô tả về ngôi nhà của mình, bạn ấy nói rằng It's near the city center and it's very noisy. Những câu kể như vậy toàn bộ được dùng ở thì hiện tại đơn ạ. Và thêm những phần tiếp theo, bạn ấy nói thêm là mình sống với ai. I live with my father, mother and a younger brother. Lại một câu kể. Và tiếp tục ở đây là lại dùng thì hiện tại đơn ạ. Thì các bạn chú ý, cách dùng thì hiện tại đơn là để dùng kể câu chuyện của mình, kể về những sự vật, sự việc diễn ra ở hiện tại, hay đơn giản là mô tả mọi thứ diễn ra ở xung quanh. Và thì tiếp theo được dùng ở trong bài là thì hiện tại tiếp diễn. Thì này cũng rất dễ dùng và các bạn cũng có thể dễ dàng nắm bắt được. Nó mô tả những việc đang diễn ra tại thời điểm hiện tại ạ. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thì nói rằng I am sitting, hay nói dạng tắt là I'm sitting. Và trong bài đoạn hội thoại của chúng ta có mô tả là bạn Nick nói là con chó của bạn ấy đang ngồi trên ghế sofa. Thì bạn ấy nói rằng He's sitting on the sofa. Say it again. He's sitting on the sofa. Thì động từ mình sẽ chia thành dạng ing sit thành sitting. Con chó đang ngồi là He is sitting. Có động từ to be ở đây ạ. Nhưng các bạn chú ý là mình không cần phải quá cố gắng nhớ về mặt ngữ pháp. Mà trong tiếng Anh, cách học cũng rất đơn giản, các bạn hãy luyện nghe và nói theo thật nhiều. Thì tới một lúc, việc trở thành phản xạ sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Với thì hiện tại tiếp diễn cũng như vậy, nó đang diễn ra, tôi đang ngồi, I'm sitting. Anh ấy đang ngồi, việc đó đang diễn ra, he's sitting. Con chó đang ngồi trên ghế sofa là he's sitting on the sofa. Và một cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn đó là diễn tả những việc đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. Và bây giờ mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một cách dùng nữa trong bài ngày hôm nay nhé. Đó là thì hiện tại tiếp diễn còn có thể dùng để mô tả những dự định hoặc những sự việc sắp diễn ra. Ví dụ như là bạn My, bạn có chia sẻ là nhà mình sắp chuyển đến một căn hộ vào tháng tới. Thì bạn nói rằng We are moving to an apartment next month. Đây mới là dự định và nó sắp xảy ra. Và nó sẽ xảy ra vào tháng tới đúng không ạ? Next month. Thế nhưng dự định đã có, kế hoạch đã có sẵn, thì họ có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn để mô tả kế hoạch, dự định, những việc mình sẽ làm trong tương lai. Các bạn chú ý ở đây nhé. Câu của chúng ta là We are moving to an apartment next month. Là chúng tôi sẽ hoặc là sắp di chuyển tới một căn hộ mới vào tháng tới. Thì hiện tại tiếp diễn, ngoài mô tả những việc đang diễn ra tại thời điểm nói, nó còn có thể dùng để mô tả những dự định trong tương lai. Thì các bạn chú ý về cách dùng của thì này nhé. Và một phần về ngữ pháp quan trọng nữa mình muốn chú ý với các bạn trong bài này, đó là cách dùng của giới từ. Trong bài chúng ta đã được học giới từ behind.
Giới từ là những từ chỉ vị trí của mọi thứ xung quanh. Và ở trong bài có dùng một câu there's a TV behind you. Có một cái TV ở đằng sau các bạn, đằng sau của bạn. Thì từ behind là ý chỉ đằng sau, các bạn hình dung đây là cái hộp bút chì đúng không ạ? Cái hộp bút chì đang ở phía trước và mình ở phía sau, nên mình đang ở phía sau của nó, thì từ behind được dùng như vậy. Hoặc là đây ạ, có cái marker ở chỗ này ạ. Marker như thế này đang ở sau đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó ở sau cái hộp này, nên là mình dùng behind. Và trong bài còn có dùng một cụm giới từ nữa, đó là cụm giới từ next to, là ở ngay cạnh. Và trong bài dùng là the kitchen is next to the living room. Ở ngay sát cạnh thì dùng next to. Mình cùng nói lại nhé. The kitchen is next to the living room. Đó là cách dùng ạ. Và có một số giới từ thông dụng nữa hay dùng. Ví dụ như giới từ in là bên trong. Thì ở trong, trong không gian của một cái gì đó thì dùng giới từ in. Còn ở bên trên, bề mặt thì dùng giới từ on. Còn ở phía trước, in front of, như vậy ạ. Phía sau, mình ôn lại một chút nhé, phía sau là behind, behind. Trên bề mặt là on, bên trong là in, ở đằng trước là in front of, ngay kế cạnh sát bên là next to. Very good. Và để nhớ được thì các bạn cứ nhớ các ví dụ là các bạn sẽ ngấm được cách dùng của nó. Ví dụ với behind, trong bài có một câu là there's a TV behind you. Hay với từ next to thì có là the kitchen is next to the living room. Very good. Và cấu trúc ngữ pháp cuối cùng trong bài mình muốn chú ý với các bạn đó là cấu trúc had better. Đó là nên hoặc cần phải làm điều gì đó. Trong bài dùng là I'd better go. Tôi cần phải đi đây. Nếu không thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Các bạn chú ý cách dùng của had better là nên hoặc cần phải làm gì đó. Nếu không khả năng cao là sẽ có một hậu quả gì đó diễn ra phía sau. Ví dụ trong trường hợp của bạn Nick là mẹ bạn Nick đã gọi xuống ăn cơm rồi, nên bạn ấy cần phải đi, nếu không thì có thể sẽ bị mẹ mắng. Nên bạn ấy nói rằng I better go, là tôi cần phải đi đây. Và giả sử nếu mình không đi bây giờ thì mình sẽ bị trễ giờ, thì các bạn có thể nói là I better go now or I'll be late. Tôi cần phải đi ngay bây giờ, nếu không thì tôi sẽ bị muộn. Say it again. I better go now or I'll be late. Các bạn chú ý nhé, I'll be late là viết tắt của I will be late. Và trong văn nói thường sẽ nói rút gọn lại I had better thì thành I better. I will be late thì nói thành I'll be late. Mình cùng nói lại cả câu vừa rồi là I better go now or I'll be late. Very good. Vừa rồi mình đã tổng kết lại cho các bạn toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp cũng như cấu trúc được dùng chính ở trong bài. Và bây giờ để kiểm chứng lại toàn bộ phần từ vựng ngữ pháp cũng như những gì chúng ta đã được học thì các bạn cùng di chuyển tới phần cuối trong bài này nhé. Chúng ta sẽ được luyện đọc và nói theo đoạn hội thoại giữa bạn My và bạn Nick 3 lần. Và các bạn hãy nhớ vừa nghe, mình vừa nhìn và vừa nói theo để tăng khả năng nói của mình. Và đặc biệt hãy chú ý xem khả năng nghe và nói của mình đã tốt hơn hay chưa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại lần đầu tiên. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, Mi? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Wow. That room looks so big, Nick.
I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, Mi? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Wow. That room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, Mi? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Vừa rồi các bạn đã hoàn thành 3 lần nói lại theo đoạn hội thoại giữa bạn Mi và bạn Nick. Thật tuyệt vời, các bạn đã hoàn thành xong bài số 7 trong chương trình của chúng ta rồi ạ. Và mình tin chắc khả năng nghe và nói tiếng Anh của các bạn đã tăng lên một cách đáng kể. Và để hiệu quả của bài học được tuyệt vời hơn nữa, thì các bạn hãy nhớ mình sẽ tự thiết lập một đoạn hội thoại giữa mình và một bạn nào đó cũng về chủ đề My Home, là nói về nhà của mình, gia đình của mình. Sau đó nếu có thể các bạn hãy tự quay một đoạn video để kể cho những người khác nghe hoặc là chia sẻ lại đoạn hội thoại của mình với bạn của mình nhé. Đặc biệt hơn nữa, hãy mang đoạn hội thoại này tới lớp để các thầy cô có thể chữa bài cho các bạn và thực hành cùng mọi người. Và thêm một phần cuối cùng nữa thôi ạ, để giúp mình tiếp tục có thể nâng cao khả năng tiếng Anh, các bạn có thể tiếp tục đón xem các tập tiếp theo trong chương trình của chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time. Oh.